Danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa, con tin thần có một Đức Chúa Trời là Đấng thương phạt vô cùng. Con lại tin thần Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hội thánh dạy thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thần vô cùng, đã phán truyền cho hội thánh. Amen. Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, vì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời. Vì Chúa là Đấng phép tăng và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen. Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Tại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà
mà con đã cả lòng phản nghịch lối nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê hết mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chưa cái và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Kính thưa cộng đoàn, trong giờ khấn này, chúng ta quy tụ trước tượng Đức Mẹ Tà Pao để chung lời cầu kinh tiếng hát dâng lên Đức Mẹ với những ý khấn nguyện sau. Ý khấn thứ nhất, cầu cho giáo hội và thường hội đồng giám mục. Ý khấn thứ hai, cầu cho Đức Giáo hoàng Francisco với ý cầu nguyện trong tháng 11. Xin cho Đức Giáo hoàng Francisco trong khi thi hành sứ vụ mục tử của mình tiếp tục đồng hành trong đức tin với đoàn chiên đã được ủy thác cho Ngài, nhờ Chúa Thánh Thần trợ giúp. Tin cho ông hiếm hoi. Con về đây thành tâm khấn xin Đức Mẹ Tà Pao. Xin Đức Mẹ giữ gìn chở che cho Đức Giáo khỏe vững vàng để hướng dẫn đoàn chiên. Con xin Mẹ nghe tiếng con cầu, con trông cậy vào tình Mẹ xót thương. Con xin Mẹ nghe tiếng con cầu cho đời con Ý khấn thứ ba, cầu cho gia đình. Ý khấn thứ tư, cầu cho các thành viên trong gia đình. Ý khấn thứ năm, cầu cho ơn gọi linh mục và tu sĩ. Thank you.
con về đây thành tâm khấn xin Đức Mẹ Tà Pao. Cho cha mẹ sức khỏe bình an trong lúc tuổi già, cho cháu con thảo kinh tổ tiên, ông bà cha mẹ trong suốt cả cuộc đời. Con về đây thành tâm khấn xin Đức Mẹ Tà Pao, cho ơn gọi phát triển đẹp sinh trong mỗi gia đình. Xin Đức Mẹ gìn giữ chở che cho đời linh mục tu sĩ luôn bền tâm. Con xin Mẹ nghe tiếng con cầu, con trông cậy và tình Mẹ xót thương. Con xin Mẹ nghe tiếng con cầu cho đời con ý khấn thứ sáu, cầu cho những người đang gặp đau khổ. Ý khấn thứ bảy, cầu cho các tội nhân và bệnh nhân. Ý khấn thứ tám, cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục. Mầu nhiệm Mân Côi, mầu nhiệm vui thứ 4, Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca. Riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả điều ấy trong lòng.
Kính mời cộng đoàn ngồi. Nếu có dịp rảo qua bốn sách tin mừng, chúng ta không hề thấy các thánh sử tường thuật về biến cố Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Do đó, việc mừng lễ này chỉ xuất phát từ truyền thống đạo đức và dựa vào tiền phúc âm của Thánh Gia-cô-bê. Tuy không nhấn mạnh đến yếu tố lịch sử, nhưng biến cố dâng mình của Đức Mẹ vẫn mang giá trị tuyệt vời và mẫu mực, vì chứng tỏ Đức Mẹ là thụ tạo đẹp lòng Thiên Chúa nhất. Vậy Đức Mẹ đẹp lòng Thiên Chúa nhất ở điểm nào? Theo Thánh An Phong, Mẹ Maria hiến dâng trót mình cho Thiên Chúa đẹp lòng người qua hai điểm. Mẹ đã mau mắn hiến dâng không trì hoãn, và Mẹ đã tận tuyệt hiến dâng không giành lại phần nào. Trước hết, Mẹ đã dâng mình với tâm thế mau mắn hiến dâng không trì hoãn. Không ai biết rõ ràng tường tận về biến cố Đức Mẹ dâng mình năm xưa diễn ra như thế nào, nhưng vẫn có những bức họa rất đẹp ở một số nhà thờ bên châu Âu đã mô tả chi tiết biến cố này. Ở góc cao nhất của bức họa là cửa đền thờ Jerusalem diễn tả cửa trời. Thầy Thượng Tế mặc phẩm phục đứng đó nhìn xuống một cô bé 3 tuổi đang lanh lẹn và đẹp đẽ leo hết 36 bậc thang đi vào đền thánh trước sự ngưỡng mộ của hàng ngàn trinh nữ cầm đèn cháy sáng đứng hai bên. Cô bé 3 tuổi đó chính là Maria, lanh lẹn tiến vào nhà Chúa, không thèm ngoái cổ nhìn lại thế gian từ giả họ hàng. Cho dẫu những bức họa này có tính minh họa đi chăng nữa, nhưng cũng phần nào diễn tả ý nghĩa cao cả và sinh động của việc Đức Mẹ ngay từ sớm đã ý thức tự hiến cách quảng đại, dứt khoát và trọn đời cho Thiên Chúa. Thứ đến, Đức Mẹ đã dâng mình với cách thế tận tuyệt hiến dâng không giới hạn. Có thể nói, ngay từ khi trí khôn bắt đầu hiểu biết cho đến suốt đời, nghĩa là trọn đời, không có một giây phút nào Mẹ không hiến thân trọn vẹn cho Thiên Chúa, mà chẳng bao giờ nghĩ phải dành lại phần nào cho mình. Khi dâng mình như vậy, Đức Maria được ví như con thơ trong bàn tay Thiên Chúa, để Thiên Chúa là tất cả nơi toàn thể cuộc đời Mẹ. Khi sống trong ân sủng và tình yêu thương của Thiên Chúa, Mẹ đã biết sống theo những điều Thiên Chúa muốn, để rồi cuộc đời Mẹ cho dù phải trải qua những bước thăng trầm sóng gió, nhưng Mẹ vẫn không hề chùn bước, vì Mẹ đã luôn luôn ghi nhớ và suy niệm trong lòng những biến cố xảy đến theo thánh ý Thiên Chúa. Bằng cách thế đó, Mẹ đã không chỉ dâng một phần hay một lần, mà dâng hiến liên lỉ và trọn vẹn con người cách toàn thể. Như vậy, chính giây phút hạnh phúc dâng mình vào đền thờ để được Thiên Chúa thánh hiến, Đức Maria đã hoàn toàn thuộc trọn về Chúa. Giây phút ấy trở thành hồng phúc, vì chính Thiên Chúa đã biến cuộc đời của Mẹ trở nên tinh rồng, vẹn tuyền, và cung lòng của Mẹ rồi đây sẽ được diễm phúc là đền thờ cho con Thiên Chúa ngự trị. Đền thờ không do tay người phàm làm ra, mà do quyết định xin vâng theo thánh ý Thiên Chúa. Do đó, dân mình không đơn thuần chỉ dừng lại ở việc chu toàn phần vụ đạo đức theo thói quen tôn giáo, mà còn là công trình quan phòng nhằm chuẩn bị xa gần cho mùa cứu độ. Hôm nay, mừng lễ Đức Mẹ dân mình trong đền thờ là cơ hội quý báu để mỗi người tín hữu chiêm ngắm dung nhan Đức Mẹ như là bông hoa tươi đẹp nhất trong khu vườn sáng tạo thiên nhiên được tiến dâng lên đấng toàn năng. Nếu ai đó đã từng nói, dâng mình hay tận hiến là hiến dâng cho một mục đích thánh, thì trong giờ phút này, trước tượng Đức Mẹ đây, còn tâm tình nào xứng hợp cho bằng tâm tình quyết tâm dâng hiến cuộc đời mình với thái độ mau mắn không trì hoãn và quảng đại không giới hạn, vì mục đích thánh, để Thiên Chúa được tôn vinh nơi chúng ta
nhờ chúng ta và qua chúng ta theo gương mẹ Maria. Amen. Kính mời cộng đoàn đứng. Cộng đoàn ngồi. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, đưa Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Thánh Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Thánh Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Thánh Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Kính mời cộng đoàn đứng. Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là mẹ rất nhân từ. Xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ. Xin bầu chữa cứu dung mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trong cậy than van, chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ. Là nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dụ lòng thương và nhận lời con cùng. Amen. Chúng con
cô chiến tranh. Chúng con thành tâm chạy đến cùng mẹ. Xin mẹ, mẹ dạy chúng. Mời cộng đoàn đứng và hướng về cuối quảng trường đón đoàn đồng tế.